hỏi. Chirowata Helena Miniset, nhà xuất bản Văn học. Lời giới thiệu. Năm 1909, khi tiểu thuyết Con Hủi, tác phẩm đầu tay của Helena Miniset, một nữ văn sĩ Ba Lan chưa được ai biết đến, ra mắt bạn đọc, các nhà phê bình văn học đương thời lạnh nhạt và hờ hững đón tiếp tác phẩm. Hạ cố viết đôi lời bình luận công thức và sáo rỗng. Họ đều nghĩ rằng sau một kiếp sống ngắn ngủi và thầm lặng, tác phẩm sẽ âm thầm và hổ thẹn chịu sự lãng quên của đời như vô vàn tiểu thuyết khác của nữ phái mà thôi. Không ai có thể ngờ được rằng Con Hủi của Helena Miniset lập tức trở thành một hiện tượng văn học làm náo động thị trường xuất bản. Được tái bản liên tục hàng chục lần với số lượng kỷ lục hồi ấy, là tác phẩm văn học bán chạy nhất trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Rồi sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài và đã hai lần được đưa lên màn ảnh. Không những thế, Con Hủi còn trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt giữa những người đọc và một số nhà phê bình. Khiến tốn không ít giấy mực, người đọc, đặc biệt là các thiếu nữ nói riêng và phụ nữ nói chung, hâm mộ tác phẩm đến mức cuồng nhiệt. Nhiều thế hệ phái đẹp coi nó là một tác phẩm hay nhất, là sách cối đầu giường, là đỉnh cao của những niềm hy vọng và mơ ước. Họ đóng bìa da, khảm bạc, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một thứ của gia bảo. Còn thế giới, còn giới phê bình thì trái lại.
còn giới phê bình thì trái lại. Từ chỗ phẩy tay coi thường, một số nhà phê bình cay cú rất nhiệt tình sôi sục đến không thể hiểu nổi của người đọc đã chuyển sang công kích tác phẩm, mở cả một cuộc chiến tranh thực sự, những lời nhận xét của báo chí Ba Lan đương thời chống lại tác phẩm của cô gái trẻ chưa từng có tên tuổi trên văn đàn thổ ấy.